Nó tụ đây này, mấy cái bẫy rêu này. Ôi thôi xong rồi. Ăn loại này về Ninh Dương. Lại có nữa kìa. Đây ba con rồi chú. Cá này nó mát nó mới vào trong đây chứ trời nắng nó vào trong này. Thường thường nó lặn dưới bùn mà. Cái gì người ta có nghề người ta chứ đơn giản. Con mười mấy ký con này. Cái này càng nắng nó càng vào trong đây nhiều chứ nhỉ?